Xin chào tất cả các anh chị học viên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái món Lucky Tea nha. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn 3 món luôn. Thứ nhất là món Lucky Tea nè. Ngoài ra thì còn hướng dẫn thêm một món rất là ngon hơn cả Lucky Tea nữa. Đó là món trà vải hồng ngọc. Và vì có cái món trà vải hồng ngọc đó nên chị cũng sẽ hướng dẫn các anh chị mình á làm cách ngâm vải nha. Rồi bây giờ để mà làm vải ngâm á thì chúng ta cần các cái nguyên liệu sau nè. Chúng ta sẽ cần có, như sẽ làm công thức nửa ký nha. Chúng ta sẽ có nửa ký vải, vải mà chúng ta đã bỏ vỏ bỏ hạt nha. Tức là mình cân là cân nửa ký. Sau đó chúng ta bỏ vỏ bỏ hạt thì được khoảng 20 trái nha. Nửa ký vải thì mình được khoảng 20 trái vải. Rồi ở đây chúng ta có một thau nước mà có đá. Thau nước có đá để mình ngâm vải cho vải nó giòn được lâu. Và chúng ta cho muối cũng như chanh vào nha. Để cho mình ngâm cái vải cho nó trắng. Chúng ta cho khoảng là 0.5g muối ăn vô, là tính là khoảng 1ml đó. Đây, vô đây muối ăn. Rồi chanh. Chanh thì mình sẽ cho khoảng 2.5ml nước cốt chanh nha anh chị nha. Ok, thau nước muối của mình. Rồi đây, chúng ta cho chanh và muối vào, khuấy đều. Rồi tiếp theo nè, đó, chúng ta có đầy đủ để chúng ta có thể làm được cái món vải ngâm. Đây, chúng ta có, đây là nguyên liệu này, gồm có một thau nước, ở đây là khoảng 500ml nước đó. Chúng ta bỏ đá vô và chúng ta cho 1ml muối ăn. Rồi 2.5ml nước cốt chanh. Và ở đây là có 500ml nước lọc cộng với đá bi đó, để cho nó lạnh cái thau nước này. Để mình lột vải mình ngâm vô đây á thì vải của mình nó sẽ trắng và giòn lâu. Chúng ta có 50g đường cát trắng, muối ăn, chanh. Và ở đây mình có là nửa ký vải nha, nửa ký vải. Mà nửa ký vải này tức là từ nửa ký mà vải chưa có lột vỏ bỏ hạt đó. Thì sau khi lột vỏ bỏ hạt thì chúng ta thu được 20 trái là cái thế này. Ở đây là thu được từ nửa ký vải nha. Cân lên thì nó khoảng được 300 mấy gram thôi. Và bây giờ thì sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách mà mình lấy cái hạt vải ra khỏi trái vải, mà mình không làm nát trái vải mà vẫn còn nguyên nha. Bây giờ chúng ta sẽ lột cái phần đuôi. Mình sẽ lột cái phần đuôi một cách như thế này. Đó, lột như thế này nha. Sau đó là chúng ta sẽ dùng kéo để cắt những cái phần thịt xung quanh cho nó tách khỏi cái hạt. Tách hơi sâu xuống như thế này một chút, cho nó ra, nó tách khỏi cái hạt. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái kéo này nè, hoặc cái kẹp cắt, chúng ta gấp cái hạt ra. Chúng ta sẽ cầm vô cái hạt và xoay. Xoay thì cái hạt nó sẽ ra khỏi cái phần thịt. Đây. Như thế này thì nó sẽ rất là nguyên. Sau đó chúng ta lột tiếp vỏ thì cái vỏ nó, cái trái nó sẽ nguyên hơn, nó không bị nát nha. Rồi chúng ta sẽ ngâm cái trái vải này vào cái thau nước muối này, thau nước có đá này, và mình cứ làm như vậy cho đến hết nửa ký. Như sẽ làm thêm một trái nữa nha. Đây, mình sẽ lột cái đuôi ra. Rồi như làm hai trái thì đó, nên mình quan sát kỹ nha. Lột cái đuôi ra như thế này. Đó, sau đó chúng ta dùng kéo chúng ta cắt xéo như thế này. Và chúng ta dùng kéo chúng ta tạo cái lỗ xéo như thế này để mình cắt cho cái phần hầu và phần thịt nó tách ra. Rồi nếu mà tay chúng ta nhỏ chúng ta cũng có thể bóc luôn. Mình lấy cái này vô, mình xoay. Nhi đã làm xong sơ chế trước để đỡ mất thời gian của chúng ta đó. Nhi đã lấy hột, sau đó cho vào cái nước đá mà có muối và chanh, ngâm trong vòng 10 phút và vớt ra để ráo là được chén này. Rồi bây giờ giai đoạn tiếp theo thứ hai là giai đoạn chúng ta nấu nước đường để chúng ta ngâm vải nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nấu nước đường nha. Ở đây là Nhi sẽ dùng 300, nấu nước đường chúng ta sẽ dùng 350ml nước lọc cho vào nồi.
đẩy nắp nó cho nước sôi lên. Rồi trong lúc chờ nước sôi á thì anh chị mình chuẩn bị sẵn là 250 ml nước chanh nè, nước cốt chanh nha. Rồi chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một ml muối ăn để xíu cho vào chung với nước đường luôn, cho nước đường mình nó ngon mà vải mình nó trắng. Đây chúng ta sẽ cho một ml muối ăn nha, đây lượng muối ăn tầm vô đây thôi. Nó là một ml muối ăn. Rồi cho vào đường luôn. Rồi bây giờ nước sôi, Nhi sẽ hướng dẫn cách nấu như sau. Anh chị phải nấu đúng cách thì nước đường nó mới trong nha. Sau khi nước sôi thì chúng ta rải đường và muối vào. Chúng ta rải đều trong nồi này nè. Nhưng mà chúng ta không có được khuấy nha, rải đều. Đó, sau đó mình giảm lửa nhỏ nhất. Để lửa 200 thôi. Để lửa nhỏ nhất thôi. Thì cái bếp này là lửa nhỏ nhất của nó là 300. Đó, mình nấu cho đường tự tan hết thì mình không khuấy. Nếu anh chị khuấy nhiều á thì đường nó sẽ rất là dễ tạo cái mạch nha, và nó sẽ tạo đục cái nước của mình không khuấy gì cả, không đảo gì luôn, cứ để vậy thôi cho nó tự tan. Trong này là có 350 ml nước kết hợp với 50 g đường và 1 ml muối ăn. Đó anh chị thấy, sau khi mình đã nấu tan hết rồi mình cho chan vô rồi mình tắt bếp là xong. Bây giờ cái hỗn hợp nước đường này nè mình sẽ để nguội, nguội hoàn toàn mình mới dùng để ngâm vải nha. Nhưng mà bởi vì trước khi mà Nhi giảng cái bài học này trên sóng livestream á thì Nhi đã nấu sẵn một phần nước đường rồi và để nguội rồi, thì bây giờ mình ngâm vải luôn nha. Đó, đơn giản là cách nấu như vậy đó, là mình nấu xong nước đường. Anh chị thấy nấu xong cái nước đường trong veo không? Chúng ta nhìn lại cái nồi nước đường này nó sẽ rất là trong veo, và đây cũng chính là cái cách mà anh chị sử dụng nè để mình nấu các cái loại nước đường trong, như là mình nấu nước chè hạt sen, hoặc là mình nấu chè nước cho chè cúc bạch, hoặc là nước của các cái chè bột lọc rồi đó, bột dừa đó, là mình sẽ nấu theo cái kiểu như này. Lửa lớn đổ đường vào, sau đó giảm lửa nhỏ nhất, rồi rải đều đường và nấu cho đường tự tan. À, chứ không khuấy thì nước đường sẽ trong veo mà trong hoài luôn nha. À, bây giờ có cái bình mà em để 10 ngày nó vẫn trong đây, anh chị coi nè. Hai bình, em có làm hai bình. Anh chị sẽ nhìn hai bình nha, xem nước đường nào trong hơn nha. Cái bình bên tay phải, bên tay trái của Nhi này là bình này là rất là trong, còn bình bên này hơi đục, thấy không? Và đây là nấu xong và làm cái hai phương pháp khác nhau. À, phương pháp mà bên tay trái á, là Nhi đã nấu xong để nguội nước đường và ngâm vải thôi thì nó trong thế này đây. Và đến bây giờ là 10 ngày rồi mà chị thấy cái vải nó rất là trắng mà ăn nó vẫn rất là giòn luôn nha. Còn cái bên tay phải của Nhi là nó hơi đục màu hơn này, nó đục hơn rất là nhiều. Thì nó cái hôm bên phải thì nó sẽ rất là đục. Và cái bên phải là Nhi đang làm theo phương pháp là nấu xong nước đường đó, thì Nhi cho trái vải vô nấu luôn. Tức là Nhi thử hai cách, một là nấu chung trái vải với nước đường, rồi mình cũng để tới đây là 10 ngày thì nó hơi đục và ăn thì nó hơi mềm. Còn cái bình mà nó trong hơn á, mà Nhi không có nấu mà Nhi chỉ nấu nước đường thôi, rồi chờ nước đường nguội và Nhi ngâm vải á, thì như vậy là được 10 ngày rồi. Bây giờ nó vẫn trong veo này, không có bị gì hết này, không bị đục màu này, trong veo. Và trái vải của chúng ta thì trắng mà giòn nha. Đó, đây là thành phẩm. Rồi bây giờ Nhi sẽ cho vải vào ngâm. Thì bây giờ cái vải này của mình là sau khi mà mình đã sơ chế xong rồi ngâm nước đá với muối là được 10 phút. Thì bây giờ mình vớt ra cho ráo. Rồi vớt ra ráo nước là mình cho vào lọ nha, vào hũ nha, để mình đẩy nắp kín là nó lâu luôn nha. Mà bảo quản ăn mát, làm xong bảo quản ăn mát đi. Cái phần nước mình không lấy bỏ. Sau đó cái hỗn hợp mà nước đường của mình mới nấu đó mà mình để nguội đó, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây, rót hết vào. Đấy. Sau đó chúng ta đẩy nắp. Như vậy là vô cùng đơn giản là chúng ta đã có được một hũ vải ngâm rồi. Đây, một hũ vải ngâm và mình cất ngăn mát, không cất bảo quản nha. Đây, chúng ta đã có được một hũ vải ngâm rất là nước đường thì rất là trong veo như thế này đây, và không có chất bảo quản. Hiện tại thì cái hũ vải của Nhi á là Nhi đã bảo quản được 10 ngày rồi mà bây giờ ăn vẫn giòn và ngon. Thì Nhi nghĩ cái hũ này chắc bảo quản xài cũng được 2-3 tuần đó. Và bằng cách này thì chúng ta không cần dùng chất bảo quản, mà phương pháp này rất nhanh và gọn, không cần nấu nướng gì nhiều, và chúng ta ngâm rồi để vào ngăn mát và dùng dần nhanh. Và bây giờ chuẩn bị chúng ta sẽ sang món tiếp theo. Nhi sẽ hướng dẫn món trà vải hồng ngọc trước nha. Tại vì mình đã có vải ngâm rồi, mình sẽ kết hợp vào cái ly trà vải hồng ngọc sẽ rất là ngon cho cái mùa vải năm nay. Và bây giờ trước khi đi vào trà vải hồng ngọc thì chúng ta sẽ có cái phần ủ trà nha. Mình sẽ cần có nè, nước cốt tắc nè, lá bạc hà nè, vải ngâm của chúng ta nè,
kết hợp với siro vải. Và đặc biệt là mứt ổi nha, cái mứt ổi này là mới sản xuất nha mấy anh chị nha. Và nó là dòng rất là đặc biệt mà ở Học viện Vinh Ba mình cũng có cung cấp cái dòng mà mứt ổi này luôn nha. Mứt ổi này là mứt ổi hồng, nó có màu hồng và nó rất là thơm cái mùi trái ổi hồng á. Mà đặc biệt như ưng ý ở chỗ là thơm nhưng mà nghe mùi tự nhiên nha. Thơm nhưng mà rất tự nhiên cho nó không giống như siro. Mà mứt thì nó sẽ có hàm lượng trái cây thật ở trong đó. Rồi người ta nấu chung với đường thì tạo thành mứt. Và mình uống như vậy thì nó không ảnh hưởng tới sức khỏe. Ở đây thì trước tiên là Nhi sẽ làm cái phần ủ trà. Phần ủ trà của mình thì mình sẽ sử dụng cái bình ủ trà. Bây giờ chúng ta sẽ lấy túi vải lọc trà. Với công thức trà ổi hồng ngọc cũng như là trà lúc kia tiên đợt này thì Nhi sẽ làm nó đậm vị trà. Vì vậy Nhi sẽ pha nó cô đặc hơn những lần trước nha. Cho nên mình sẽ dùng 50g trà đen bỏ vô túi, rút dây buộc chặt. 50g trà đen nha, bỏ vô túi rút dây buộc chặt. Trong này có 50g trà đen cho vô bình. Mình sẽ nấu 50g thì lần này chúng ta nấu 2 lít nước sôi thôi, 2 lít thôi. 2 lít nước sôi cho vô bình, đậy nắp. Và mình sẽ ủ nóng trong vòng 20 phút. Sau khi 20 phút thì chúng ta sẽ lấy túi vải lọc trà ra. Vắt khô thì chúng ta thu được nước cốt trà. Và nước cốt trà này xíu nữa chắc chắn là có đường, là có mứt, có siro, nó có đồ ngọt. Vì vậy là chúng ta sẽ cho thêm 2.5ml muối ăn. Chúng ta có cái bột ngũ định lượng này nè, thì thường là định lượng nhỏ là còn những cái bột ngũ này. Thì như vậy là chúng ta sẽ múc 2.5ml muối ăn, là cái muỗng số 2 trong cái bột ngũ này nha. Đây, 2.5ml muối ăn là nhiêu đây? Nhiêu đây là chúng ta sẽ cho vào bình và khuấy đều thì chúng ta có được cái nước cốt trà mà đã có muối ăn, được không ạ? Và cái lượng muối ăn này là vừa đủ cho 2 lít nước. Thì lượng muối ăn này nó sẽ tương đương với 1/4 muỗng muối đó, muỗng cà phê muối á, cái muỗng mà mình hay uống cà phê á, thì mình dùng 1/4 muỗng thì là khoảng 2.5 nha. Như vậy là chúng ta đã xong phần ủ trà. Ngay bây giờ đây là chúng ta có các cái nguyên liệu cần để chúng ta làm được món trà ổi hồng ngọc nha. Thì ở đây thì sẽ ra món ly 500ml. Ở đây thì chúng ta sẽ cần có là 5ml siro vải. Mình sẽ lấy thêm 5ml nước đường nữa nha. Đây thì sẽ lấy 5ml nước đường vô. Xin lỗi, như lấy 10ml. 10ml nước đường kết hợp với 5ml siro vải. Và bây giờ mình sẽ cho vào ly. Đây, mình sẽ cho 10ml nước đường này cộng 5ml siro vải vào ly. Sau đó tiếp theo là 25ml mứt ổi đỏ nha. 25ml mứt ổi đỏ rất là ngon. Rồi chúng ta khuấy hỗn hợp này đều lên. Khuấy cái hỗn hợp là mứt ổi đỏ nè, đường và siro vải lên. Sau đó chúng ta cho đá vô. Rồi sau khi cho đá đi xong chúng ta lắc. Lắc như thế này thì khi chúng ta rót tầng 2 thì nó sẽ giữ cái tầng 1 dễ dàng hơn. Rồi chúng ta rót vào là 150ml nước cốt trà nha. Nước cốt trà đen lúc này á, hồng trà đó. Nước cốt hồng trà mình vừa mới ủ xong đó. Đây là chúng ta ủ hồng trà mà ở dạng cô đặc nha, đậm đà đó. Nó đậm đà luôn. Đó, chúng ta được 2 tầng. Chúng ta có một ly nước 500ml hoàn trà luôn. 2 tầng rất là đẹp mắt. Và bây giờ mình sẽ trang trí vải lên nha. Chúng ta sẽ cho khoảng 2-3 cái vải ngâm lên. Nếu mà vải tươi không ngâm thì vẫn dùng được mấy anh chị nha. Nếu mình không muốn ngâm, mình cứ dùng vải tươi giùm em không sao hết. Còn ai muốn ngâm để cho lâu thì ngâm. Ở đây để trang trí cho đẹp thì sẽ làm 3 cái nha. Đây thì mình sẽ xin nó lên. Thì sẽ xin cái trái vải lên cho mình nha. Đây chúng ta sẽ mua những cái xiên này, nó bán theo gói, một gói là 50 cái, 100 cái gì đó, cũng rất là đẹp, tính ra cái có mấy trăm đồng thôi. Thì chúng ta xiên nó qua một cái, giống như khi khách mà cầm ăn là ăn giống cá viên chiên gì đó nha. Đó, rất là đẹp, 3 cái hoàn trả luôn, đặt lên cái ly làm ngang thế này. Sau đó để cho đẹp hơn, xinh xắn hơn nữa thì chúng ta sẽ trồng cái lá bạc hà ở đây. Ở khu vực ở trước này cho tươi. Đấy, nhìn nó tươi mát. Thấy cái lá bạc hà thấy tươi nhìn luôn. Rồi như vậy là Nhi đã hướng dẫn xong món trà vải hồng ngọc rồi. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ra món nha. Nhi cũng sẽ ra món ly 500ml. Rồi bây giờ mình bắt đầu nè. Nhi sẽ cho 20ml nước đường. 20ml nước đường. Tiếp theo,
là 30ml mức nha, mức ổi hồng. Đấy, đặc biệt thì đó, mức ổi hồng nha. 30ml mức ổi hồng. Tiếp theo là về phần nước cốt tắc thì chúng ta phải cho tại vì mức ổi này nó ngọt nha. Nó ngọt nó không chua. Mà nên mình phải cho tắc vô cho nó chua chua ngọt ngọt uống cho ngon. 2.5ml nước cốt tắc nha, cả vô luôn. Mình khuấy đều cái hỗn hợp bao gồm này 20ml nước đường, 30ml mức ổi hồng và 2.5ml nước cốt tắc đều lên. Mình khuấy đều trước để xíu khách khuấy cho dễ. Mình không khuấy là người ta sẽ khuấy rất là khó khi mình đua đá nha. Sau đó chúng ta sẽ cho đá vô. Chúng ta lắc nhẹ cái ly. Sau đó chúng ta sẽ rót nước trà vô 150ml nước cốt trà nha. Đây, chúng ta đã có cái ly Lucky Tea. Mà bây giờ phải để coi bằng trái nhãn nha. Trái nhãn thì Nhi sử dụng nhãn lon luôn. Còn nếu anh chị nào muốn nhãn tươi được luôn. Nếu mình muốn dùng nhãn tươi thì anh chị mua nhãn tươi về. Anh chị lột vỏ và lấy hạt giống như cách Nhi vừa làm cái vải vậy đó. Rồi mình lấy nhãn tươi mình để coi, mình trang trí lên cái ly nước này vẫn được nha. Đây. Hoặc là mình để coi cái vải luôn cũng được. Nhưng mà nếu mà đúng luôn cái món Lucky Tea mà đang hot trend hiện nay đó là dùng bằng trái nhãn nha. Nhi sẽ sử dụng 3 trái nhãn. Và đây là Nhi dùng nhãn lon nè. Rồi đây Nhi sẽ xiên qua như thế này. 3 trái. Họ giống như cá bên tiên chưa. Nếu mà mình không có nhãn lon mình mua nhãn tươi cũng được nha. Tùy mình nha, cái này không có quan trọng. Tại vì nhãn là nó ngon rồi. Lon hay tươi thì nó cũng ngon. Thậm chí tươi thì nó ngon hơn lon nữa. Rồi mình đặt lên. Và mình cũng trang trí một cái lá bạc hà cho nó. Mình đặt ra ngoài này một chút ha. Mình cho lá cao cao lên chút để mình thấy cái nhãn cho nó đẹp. Đấy, đặt cái nhãn đây. Đây là vị trí cao nhất. Sau đó mình trang trí thêm một cái lá bạc hà ở cuối đường hầm. Đấy, rất là dễ thương. Vậy chúng ta có 2 ly nước nè. Ở đây chúng ta có 2 ly, 1 ly mà trang trí bằng cái vải là đặt tên là trà vải hồng ngọc. Còn bên này là cái trà mà Lucky Tea mà đang hot trend trên thị trường đó. Và 2 ly này á, nó sẽ đều đậm vị trà nha. Tại vì đang pha công thức là đậm vị trà. Cái ly mà trà vải hồng ngọc á, nó sẽ thơm mùi vải, mùi ổi đỏ và mùi trà đen. Còn cái ly mà trà nhạt, trà Lucky Tea của mình á, thì nó sẽ thơm mỗi mình cái mùi ổi thôi, mùi ổi hồng ngọc và mùi trà thôi. Không có mùi nhãn mà cũng không có mùi vải luôn. Vải này chỉ là dương đông kích tay thôi nha, chứ không hề có mùi vải trong cái ly Lucky Tea nếu anh chị nào đi mua cái món đang hot trend để uống. Như vậy là Nhi đã hướng dẫn xong 2 món, 3 món. Công thức ngâm vải nè, ngâm cái vải cho nó giòn lâu và trắng lâu nè. Rồi Nhi hướng dẫn công thức trà vải hồng ngọc nè. Rồi trà Lucky Tea đang hot trend nữa, 3 món luôn. Xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.